Nó ăn bẩn lắm anh em ạ, nó ăn đút mồm nó lại nhè ra anh em ạ. Cắn cả tay. Ăn cả tay của Quyến. Quyến ngón tôi đánh mất ngón nè. Kéo anh Quyến này, chú đít xuyên cho sạch cơ. Chưa rửa tay, nhốc cẩn. Bằng tiền nữa kìa. Đúng một nhát rồi. Cút. Chú ơi, chú đó chim đi xuống nào. Anh em mình đang xếp Land Rover nhỉ? Land Rover. Anh em mình đang xếp xong rồi cầm điếu ở đây đó, phải đứng. Anh em mình đứng đấy xếp nốt nghe nó tị nạn quá. Ba thằng đang đứng xếp hàng ấy. Phải vậy mới được. Nó phải như thế đúng không anh? Chưa hút đã say chết rồi. Chưa hút đã say. Nó chơi kiểu gió. Đấy. Anh em mình toàn dân tị nạn luôn. Mình lái YouTuber nghèo nhất Việt Nam anh em nhá. Có cơm ăn đâu. Toàn đi ăn bò bía mới lại đi uống cái gì. Hai ngày được hai bữa cơm. Toàn đi uống bò bía mới lại ăn cái gì. Vẫn nhớ hôm hai ngày hai bữa cơm. Một đĩa rau cả chip với lại một bát cà. Một bát gái là rau cà. Một bát rau cải, một bát cà với một bát mỡ chan mắm. Nào cho anh em thưởng thức món mận chấm mắm của Khuyến Ngạo nha anh em. Yếu không có gì à. Bố đi lấy mận bán hàng, bố chấm mắm ăn. Mận nó chua chua. Cái gì nhỉ? Người ta lấy bơ, người ta dầm cái quả bơ mà chín ương ương ấy, người ta dầm cái móng, người ta ăn cơm đúng không? Bơ ăn cơm. Bơ nó chua chua. Béo. Chua chua ăn. Béo. Ăn bơ giảm cân. Bơ nó nhiều chất béo. Nhiều protein. Thằng nào bảo mày ăn bơ giảm béo? Ăn bơ nó nhiều protein. Làm đi làm mấy bà chị toàn gạ. Chưa ăn xong xuống. Nó gạ thôi, hiểu không? Giảm cân. Chúng ăn như bơ nó nhiều protein. Nó có đi cứ đi. Ô, cứ chửi thôi. Cứ chửi thôi. Tại.